Doanh số giao dịch trên 5 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki và Sen Đỏ đạt trung bình 25.300 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Đây là thông tin mới được công bố trong báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý 3 của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Matrix. Theo đó, tổng doanh số giao dịch của 9 tháng đạt gần 228.000 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho mùa cao điểm khuyến mại ngày đôi và các lễ hội kích cầu mua sắm nửa cuối năm.